Mời quý vị và các bạn theo dõi tin cuối ngày của Đài thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Trung tâm năng lượng tỉnh đã tổ chức tập huấn về sử dụng tiết kiệm năng lượng trong sản xuất nông nghiệp cho các chủ trang trại chăn nuôi trồng trọt trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tập huấn, các chủ trang trại được hướng dẫn biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi thú y, thủy lợi, lâm nghiệp. Theo đó, trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật cần quy hoạch hợp lý, đẩy mạnh nghiên cứu, chọn tạo giống, phát triển cây nguyên liệu cho sản xuất nhiên liệu sinh học năng suất cao, chất lượng tốt. Ưu tiên nghiên cứu, chọn tạo và phổ biến các giống cây trồng mới có khả năng chống chịu sâu bệnh, thích nghi tốt với điều kiện thời tiết của địa phương. Cho lĩnh vực chăn nuôi và thú y, để sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cần quy hoạch chuồng trại hợp lý, chưa để sử dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên khi thiết kế và xây dựng chuồng trại hạn chế sử dụng các loại bóng đèn sợi đốt để chiếu sáng và sưởi ấm trong các trang trại chăn nuôi. Đồng thời xây dựng và phát triển công trình thiết bị khí sinh học bioga tại các hộ gia đình và cơ sở chăn nuôi. Buổi tập huấn đã góp phần thay đổi cách sử dụng năng lượng trong sản xuất nông nghiệp của các hộ nông dân nhằm hướng đến một nền nông nghiệp bền vững. Mới đây tại trường mầm non Xuân Hòa, phòng giáo dục và đào tạo thị xã Phúc Yên đã tổ chức hội thi liên hoan bé khỏe măng non năm học 2014-2015. Tham dự liên hoan có 22 đội gồm 220 cháu mẫu giáo 5 tuổi và 22 cô giáo đạt giải cao trong liên hoan bé khỏe măng non cấp trường đến từ các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập trên địa bàn thị xã. Đây là một hoạt động thể dục thể thao bổ ích của trường mầm non giúp trẻ phát triển tố chất nhanh, bền, dẻo dai và khéo léo đồng thời là động lực để đẩy mạnh hoạt động giáo dục thể chất, tạo sân chơi bổ ích cho các cháu, giúp các cháu phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần, mạnh dạn tự tin, tích cực tham gia các hoạt động, chuẩn bị tốt tâm thế để sẵn sàng bước vào lớp 1. Trong thời gian qua, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh luôn thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân khi đến liên hệ làm việc các thủ tục cần thiết, nhất là việc cấp mới đăng ký và biển số xe ô tô, mô tô. Tính riêng trong tuần đầu tháng 12 năm 2014, đối với xe ô tô các loại, phòng đã cấp mới và sang tên 49 xe, mô tô 9 xe, tăng 50%. Trong việc đăng ký mới, chuyển đổi xe ô tô, mô tô, nhiều người dân chưa hiểu rõ các quy định cần thiết đều được cán bộ chiến sĩ của phòng hướng dẫn tận tình. Hiện nay, phòng đang phấn đấu thực hiện tốt việc cấp mới đăng ký và biển số xe ô tô, mô tô theo quy định thời gian là 2 ngày, trước đây là 7 ngày, giảm thời gian chờ đợi của người dân. Đối với việc trả kết quả thủ tục hồ sơ xe, khi người dân đến đăng ký mới, chỉ cần điền vào hồ sơ địa chỉ rõ ràng thì đội sẽ trả kết quả đăng ký mới cho người dân qua đường bưu điện một cách tiện lợi, giảm thời gian đi lại cho người dân. Trong công tác tuần tra xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, phòng cảnh sát giao thông cũng thực hiện tốt các quy định về thủ tục hành chính. Công tác niêm yết các thủ tục cần thiết về cấp mới, đổi chủ sở hữu xe, lệ phí, trước bạ, xử phạt xe vi phạm, đều được công khai minh bạch cho người dân biết và thực hiện tốt ngay tại nơi tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ. Xin được chuyển sang phần tin trong nước. Đánh giá về nguồn cung sản phẩm thịt cho thị trường Tết sắp tới, ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi ở ba miền tương đối cân bằng. Với xu thế này, từ nay đến Tết nguyên đán, thị trường sẽ không lo thiếu thịt, đảm bảo với nguồn cung dồi dào và kỳ vọng giá sẽ không tăng. Cục trưởng Hoàng Thanh Vân cho rằng, tuy ngành gặp nhiều khó khăn về thị trường và dịch bệnh đã làm chậm việc tái đàn trong các tháng đầu năm, nhưng hiện nay chăn nuôi đang đường khôi phục và phát triển nhanh. Tính đến tháng 11 năm 2014, đàn gia cầm cả nước có khoảng 328,1 triệu con, tăng 4,6%. Trong đó đàn gà 243 triệu con tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Với số lượng này, ông Hoàng Thanh Vân cho biết đây sẽ là nguồn thực phẩm đa dạng phục vụ nhu cầu dịp Tết Nguyên đán 2015. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo cơ quan chức năng về tình hình thị trường bất động sản. Theo đó, tồn kho bất động sản đang giảm dần, tăng trưởng tín dụng tăng liên tục từ đầu năm đến nay. Theo thống kê của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng, Tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2014, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 77.811 tỷ đồng, so với quý 1 năm 2013 giảm 50.737 tỷ đồng, tương đương 39,47%. Dù thị trường bất động sản đang khởi sắc, nhưng cục quản lý nhà và thị trường bất động sản vẫn thừa nhận việc các doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận được nguồn vốn đầu tư từ ngân hàng và các quỹ đầu tư do thủ tục và điều kiện vay yêu cầu cao. Ít ngân hàng thương mại cung cấp tín dụng bằng tiến chấp vì lo phát sinh thêm nợ xấu. Dự thảo thông tư về hoạt động thẻ ngân hàng mới được ngân hàng nhà nước ban hành có quy định mở rộng đối tượng được sử dụng thẻ so với quyết định 20 nhằm thúc đẩy việc thanh toán thẻ. Cụ thể, đối với chủ thẻ chính là cá nhân phải đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực, lực, hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, không bị mất hoặc hạn chế năng lực, lực hành vi dân sự, có tài sản riêng, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong việc sử dụng thẻ. Ngoài ra, chủ thẻ phụ cần được chủ thẻ chính cam kết bằng văn bản thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến việc sử dụng thẻ cùng với các điều kiện khác của tổ chức phát hành thẻ. Các trường hợp phát hành thẻ phụ cho người từ đủ 11 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét cụ thể và chấp thuận cho tổ chức phát hành thẻ trước khi thực hiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra thông tư quy định về đánh giá xếp loại cộng đồng học tập cấp xã với 16 tiêu chí. Giúp cấp xã tự đánh giá để lập kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng cộng đồng học tập phù hợp với thực tế của địa phương. Quy định về đánh giá xếp loại cộng đồng học tập cấp xã áp dụng đối với xã, phường, thị trấn, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, mục đích của việc đánh giá xếp loại là nhằm động viên, khuyến khích phong trào xây dựng cộng đồng học tập cấp xã, tạo điều kiện cơ hội cho mọi người được học tập thường xuyên học tập suốt đời, đồng thời giúp cấp xã tự đánh giá để lập kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng cộng đồng học tập phù hợp với thực tế của địa phương. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA nhấn mạnh, Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên Kim Jong-un sẽ nỗ lực cải thiện quan hệ liên triều trong tương lai. KCNA đưa tin, Viện Nghiên cứu về Hòa bình và Giải trừ quân bị thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên mới đây đã ra báo cáo với tiêu đề "Ba hiến trương thống nhất tổ quốc". Theo đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un thể hiện quyết tâm sẽ tích cực tìm kiếm phương án để cải thiện quan hệ với Hàn Quốc. Báo cáo ghi rõ ông Kim Jong Un nhấn mạnh hai miền Triều Tiên phải duy trì lập trường dân tộc chúng ta, bỏ qua những thế lực bên ngoài nếu muốn tiến đến thống nhất đúng theo nguyện vọng và yêu cầu của người dân hai miền. Việc nghiên cứu trên cho rằng phương pháp thực hiện thống nhất mà Tổng thống Hàn Quốc Bắc Kinh hye đưa ra là sự thâu tóm miền Bắc vào miền Nam, chứ không phải bằng con đường hòa bình. Tân Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani thay sẽ thắt chặt an ninh thủ đô Kabul, đồng thời lên án các cuộc tấn công gần đây của Taliban là phản Hồi giáo và phi nhân tính. Tuyên bố được đưa ra sau khi Taliban đã tấn công liên tục vào các mục tiêu quân sự và dân sự ở Kabul trong những ngày gần đây. Tổng thống Afghanistan cho biết ông sẽ phục hồi cơ quan an ninh quốc gia vốn được hậu thuẫn từ thời Liên bang Xô Viết trong những năm 80 cơ quan mới này sẽ kết hợp giữa lực lượng cảnh sát, quân đội và tình báo. Trên thực tế, hàng nghìn binh lính và cảnh sát ở thủ đô Kabul được trang bị nhiều vũ khí hạng nặng. Ngoài ra, khu vực này được bảo vệ bằng nhiều hàng rào kẽm gai và các trạm kiểm soát, nhưng vẫn không thể ngăn bước tiến của Taliban. Từ khi nhận chức vào ngày 29 tháng 9, cùng thỏa thuận chia sẻ quyền lực với đối thủ Abdullah Abdullah, Tổng thống Arab Ghani vẫn chưa cho ra mắt nội các. Phát ngôn viên của Tổng thống Afghanistan cho biết sự chậm trễ là do Tổng thống đang dành nhiều thời gian để tái thiết lực lượng an ninh. đồng thời phải cân nhắc bổ nhiệm lãnh đạo để đảm bảo sự lựa chọn đúng đắn trước tình hình đất nước đang đối mặt với tham nhũng cao. Hôm 15 tháng 12, nhiều con tin đã bị bắt giữ trong quán cà phê Green Chocolate Cà Phê ở Martin Palace, trung tâm thành phố Sydney. Hình ảnh từ hiện trường qua cửa sổ của quán cho thấy có ít nhất 3 con tin dưa tay đầu hàng. Lực lượng chức năng Australia lo ngại đây là một vụ tấn công có liên quan tới các phần tử hồi giáo do người ta cũng nhìn thấy qua cửa sổ một lá cờ màu đen có dòng chữ ả rập lá cờ này cũng được dơ lên sau lưng các con tin các nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng súng nổ có thể là súng ngắn số con tin bị bắt giữ có thể lên tới hàng chục người ngay lập tức nhân viên cảnh sát australia đường trang bị vũ khí hạng nặng với quần áo bảo hộ đã tới phong tỏa hiện trường người dân đường khuyến cáo tránh xa khu vực này cảnh sát cũng chặn các tàu và xe buýt. Các nhà điều hành tàu cho biết đã có một lời đe dọa đánh bom tại Martin Paris. Tổ chức Lương Đông Liên Hợp Quốc FAO cảnh báo những tác động tiêu cực của dịch Ebola và xung đột liên biên tại nhiều quốc gia đang khiến tình hình an ninh lương thực toàn cầu xấu đi, bất chấp sản lượng ngũ cốc dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục trong năm nay. Trong báo cáo của FAO, năm 2014 được kỳ vọng là năm đỉnh điểm về ngũ cốc với sản lượng ước tính đạt mức kỷ lục trên 2,5 tỷ tấn nhờ sản lượng ngô tăng vọt tại Mỹ và vụ mùa bội thu tại châu Âu. Mùa màng bội thu cũng kéo theo sản lượng dự trữ lương thực đạt mức cao nhất kể từ năm 2000. Tuy nhiên báo cáo cũng chỉ ra an ninh lương thực ở nhiều quốc gia đang diễn biến ngày càng xấu. Các yếu tố thời tiết khắc nghiệt, xung đột và sự bùng phát dịch Ebola đúng thời điểm gieo trồng ở các quốc gia Tây Phi được coi là nguyên nhân dẫn tới nghịch lý này. Trong tổng số 38 quốc gia trong danh sách có nguy cơ mất an ninh lương thực thì có tới 29 nước châu Phi. Theo FAO, 1 phần 3 dân số của Cộng hòa Trung Phi cần được viện trợ lương thực khẩn cấp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tin cuối ngày của Đáp Thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây là những nội dung chính sẽ phát trong chương trình truyền hình mai.